chào các bác và anh em. Ngày hôm nay bên em rất là vui. Ngày mùng 4 tháng 9, bên em đang phối ghép cho một bác khách, anh Phi ở Lâm Đồng. Một bộ karaoke rất là chuyên nghiệp. Vâng, một bộ karaoke đầy đủ các thiết bị như mic, đẩy, vang, nâng, loa phun và trầm. Với cơ hội như thế này thì các bác có thể tham khảo như anh Phi ở Lâm Đồng nhé. Hôm nay bên em quay và test trước khi gửi. Bộ karaoke cực kỳ là chuyên nghiệp, nghe như ở quán hát. Thế như thế nào thì các bác thưởng thức ở đây cũng như vậy. Vâng, đầu tiên em kể đến đó là một cái con súp Wigwood WF2012 để ngay phía trước đây được thiết kế màu vân gỗ cực kỳ là đẹp. Cái súp này bên em cũng giới thiệu rất là kỹ rồi, tiếng rất hay, thiết kế nhỏ gọn mà đây là dòng cao cấp. Anh bảo là setup cho anh làm sao tối đa nhất hãng Wigwood, vì đây là hãng Wigwood rất là nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây, hãng Wigwood đấy ạ, hãng Wigwood đó. Sản phẩm thứ hai đó là một đôi loa full Wigwood bass 30, một sở hữu một bass 30 và một chiếc kèm thiết kế màu của gỗ rất là cổ điển đó các bác, thấy không ạ? Hàng nhập chính hãng luôn, hàng mới bảo hành cho bác 1 năm. Sản phẩm đôi loa full. Và sản phẩm nữa đó là một cái đẩy Wigwood D500 để 2 kênh công suất cùng. Với một cái đẩy này các bác có thể ghép thêm một đôi loa bass 30 nữa vì công suất nó rất là khỏe, tiếng rất dày và đặc biệt là công suất nó ra ổn định, nó không bao giờ bị vấp công suất, không bao giờ bị rớt tiếng. Còn sản phẩm nữa đó là một cái vang Wigwood KM8X bản Pro. KM8X bản Pro con này thì nó cho echo và dịp rất là ngọt ngào. Em cũng đã test rất là nhiều các bài hát rồi, hát rất là tốt, chống hú tuyệt đối và đặc biệt là tích hợp echo và reverb rất là hay, tích hợp một đầu cổng quang và bluetooth và đọc được cả USB. Echo reverb con này cực kỳ ngọt luôn, 8 chế độ mic đó, cũng là hàng của Wigwood. Vâng, kế đến đó là một cái lâm tiếng tôi đều có thích mã là CB800 Ultra, là dòng lâm tiếng mới nhất hiện nay, vượt qua cả CB600 luôn nhé. Thiết kế giao diện rất là đẹp và sang trọng. Vâng, và cuối cùng là một cái mic cạc K900. Riêng cái mic này là dòng 6 số cao cấp và đặc biệt là bước sóng UHF rất ổn định. Đó, với bộ như thế này là bên em tặng cho anh Phi ở Lâm Đồng một cái mic cao cấp này. Với cô như thế này bên em chỉ tính tiền 1, 2, 3, 4, 5 thiết bị thôi. Còn đâu mic này bên em tặng em sẽ cộng cho các bác và anh em cũng như anh Phi nhé. Đôi loa full Wigwood có giá 9 triệu này, cộng với con súp Wigwood WF2012 330 có giá là 5 triệu rưỡi, cộng với con đẩy Wigwood D500 giá 6 triệu. Vâng, và cộng một con vang Wigwood KM8X bản Pro có giá 2 triệu rưỡi. Vâng, và cuối cùng là một con lưng tiếng Tedeotic mang CB600 giá 1.950.000. Vâng, bộ này là 24.950.000 Phi nhá. Và em tặng cho anh một cái mic cạc K900, mic không dây cao cấp. Với cơ hội như thế này thì các bạn có thể nghe như vừa một quán hát rồi. Vâng, một lời cảm ơn anh Phi. Và sau đây em xin phép đi vào test một đoạn nhạc karaoke để chúng ta cùng lắng nghe và trải nghiệm nhé. Các bác nào mà muốn nghe thực tế chi tiết thì các bác vui lòng đeo tai nghe. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu một bộ cơ hội như thế này, các bác có thể liên hệ ngay cho công ty bên em theo 2 số line nhé. Và địa chỉ của công ty bên em ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Vâng, sau đây em xin phép được test một đoạn nhạc karaoke ạ. Vâng, chúng tôi cùng đi nghe một đoạn nhạc karaoke được thể hiện bởi một bộ karaoke chuyên nghiệp của hãng Wigwood. Nếu biết trước em không hề hôn nhiên, anh nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Có những lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người. Ôi tình yêu đường ơi, ra đi thật xa. Em đâu hay tim anh chỉ có em. Anh hơi ngu ngơ hôm nay những giấc mơ. Em xa đi mang theo bao khát khao, còn gì cho nhau? Mãi xa xa, tình còn nghe gió xa. Mãi xa xa, đường mình
chia là hai, cực kỳ là ngọt ngào, tiền rất là dẻo các bác nhé, đặc biệt là trong cú tuyệt đối nơi em được rất là gần. Xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bạn vào các video tiếp theo nhé.